50 luôn ha. Cái tuần dưới các bạn rất 50 nha mình. Trừ đường may là 50 luôn ha. Bạn không cần cắt đâu, các bạn chỉ cần nhấp một cái. Xong rồi các bạn sẽ thả vào dùng cách này nhanh. Đây là mình làm cái tùng nha, khổ này mới rưỡi nha các bạn. Đây, 50 xong, đoạn dưới 50 xong nha, chúng ta để qua 8, 19 nha. Mình để một phần đường này cho mình nha. Bạn vẽ cho mình từ trên này xuống đây 23 xăng, 23 xăng nha. Từ điểm này xuống đây 11 xăng, từ đây qua đây 19 xăng, ngực chúng ta lại 20. Nhớ rộng lại thoải mái nha. Đây chúng ta đánh cong, đánh cong lên 1 xăng nha. Nát các bạn vào 500 cho mình. Bạn lên cái thân sau này, đây là thân trước nha. Tại vì mình cắt hai thân cùng một lúc thì bây giờ thân sau các bạn lên 2 xăng đi nè, 2 xăng hoặc 2 xăng rưỡi nha. Bây giờ em ta cắt thân sau luôn, cắt chung luôn. Thằng sau đây nguyên thằng sau nó đã dài hơn mình trước. Bẻo cổ nha các bạn. Các bạn cắt gấp đôi cho mình. Góc này, góc vuông này các bạn. Góc lại nha. 45 độ nha. Vuông góc ha. Xong rồi các bạn gấp lại một lần nữa cho mình. Bạn để ý nha. Cái này nó có cung vô nên là cắt cũng thoải mái thôi. Bây giờ chúng ta cắt nguyên một dòng cổ này là 20, một dòng là 60, cái này là 30 ha, nửa dòng ha. 30 là nửa dòng, 60 là nguyên một dòng ha. Bây giờ ta canh này, từ góc này xuống này 13 xăng nha, 13 xăng ha. Bạn canh cái này 13 xăng, góc 13 xăng, bạn vẽ tròn ha. Vẽ tròn như này. Các bạn căn từ đây xuống đây 13, các bạn vẽ tròn. Các bạn đo nha. 15 tới đây này, còn đây là độ nhún vào, xong không? Độ ok ha. Vậy cái bèo này các bạn, cắt to quá, bèo to 15 xăng ha. Xăng đường may đó 16 xăng.
Để bạn nó tròn luôn nha. Video này mình chỉ hướng dẫn các bạn cắt thôi nha. Còn may thì các bạn theo dõi video sau nha các bạn. Đó, nó sẽ như vậy. Và mười tới đây còn độ là cũng nhiều. Mặt nó sẽ rũ ra như vậy. Tròn bà thôi. Các bạn cảm thấy video này hay thì hãy đăng ký kênh giùm mình nha. Video này mình chỉ cắt thôi, video xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may nha.